Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên chia sẻ tới tất cả các bác, cô, chú, anh chị mình những cái mặt hàng con giống đẹp, giá siêu rẻ luôn các bác nhé. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Để các bác xem video thì cho nhà vườn xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Vào thời tiết ở chỗ em thì hôm nay nó đang mưa to nên là có thể là nó sẽ hơi ồn, nên là cô bác anh chị mình xem thì thông cảm. Cái đơn hàng số 1 này thì em lên combo gồm có 2 chậu. Đấy, cái chậu đầu tiên này là chậu 5 cánh trắng anh cả. Chậu này thì 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc rất là đẹp. Đấy, những cái mầm gốc này nó rơi vào khoảng tầm 25-27 cm rồi. Những chậu nái này là sang năm về các bác ngắm hoa. Và chậu thứ hai này là chậu Hồng Á Hậu các bác nhá, Hồng Á Hậu. Chậu này thì nó là mầm gốc 53 rồi ạ, mầm gốc 53, ngọn đang đi rất là đẹp. Cái Hồng Á Hậu này thì nó là cái dòng thân thủ các bác nhá. Còn cái năm cánh trắng anh cả này là cái dòng rất là sai hoa và hoa rất là thơm. Combo hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay thì combo gồm có 3 chậu. Đấy, chậu đầu tiên này là chậu xòe xanh các bác nhá, xòe xanh. Chậu này thì cả to cả nhỏ thì nó có 1, 2, 3, 4 mầm gốc. Chậu thứ hai là chậu Hồng Á Hậu. Chậu này là mầm gốc 52, ngọn đang đi rất là đẹp. Chậu thứ ba đó là chậu Hồng Yên Thủy các bác nhá, Hồng Yên Thủy. Chậu này thì một mầm gốc đang đi rất là đẹp và một mầm gốc này nó bị gãy ngọn này. Đấy, thì nó đang đẻ các bác nhá. Ba cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 2. Những cái combo giá rất là rẻ. Những cái chậu như thế này các bác có thể sưu tầm về để ghép với những cái cây to như là cây vú sữa hoặc cây nhãn, cây hồng xiêm các bác nhé. Cái này thì các bác 150k là các bác được 3 giống luôn, những cái dòng hồng mà rất là sai hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay thì combo gồm có 2 chậu 5 cánh trắng HO. 2 chậu và mỗi một chậu này nó có một cái băng ki như thế này các bác nhé. Về cái băng ki này các bác cắt ra đã trồng được một chậu rồi. Cái mầm gốc này nha các bác nhá, 2 này, 4 mầm gốc này tầm khoảng 50 cm rồi, ngọn đang đi rất là khỏe. Và chậu này thì nó có 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc. Combo hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay combo gồm có 3 chậu. Chậu đầu tiên này là chậu lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Vũ Thọ, ám luôn các bác nhá, dòng ám lá mít và thân thủ này. Chậu thứ hai này là chậu Hồng Á Hậu, mầm gốc 52. Và chậu thứ ba này là chậu Hồng Thiên Lôi, Hồng Thiên Lôi các bác nhá. Combo 3 cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 4. Những cái combo này các bác sưu tầm được rất nhiều giống mà giá rất là rẻ. Cái này các bác có thể lấy từ 2 cho đến 3 combo trở lên nhá, là các bác sẽ được khoảng tầm 3, 4, 5 giống rồi. Đấy, về các bác chơi sưu tầm. Còn giá lan bây giờ thì nó đã về với giá trị thực rồi, nên là các bác sưu tầm thì các bác cứ yên tâm. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay combo gồm có 2 chậu. Đấy, chậu này là chậu hồng xòe này. Chậu này 3 mầm gốc. Và chậu này là chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này 2 mầm gốc vào nhá. Mầm này thì dài khoảng tầm 45-50 cm này, ngọn đang đi này. Đấy, mầm này thì tầm khoảng 15-17 cm. Và nó có ki nhá, 2 cái dây ki các bác nhá. Combo hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 5. Đấy, 100.000 đồng. Những cái đơn này thì các bác cứ lấy khoảng 2-3 đơn, chỉ tầm khoảng 300-400.000 mà các bác được rất là nhiều giống nhé, rất là nhiều giống luôn. Đấy, đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một ki 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước các bác nhé. Ki này thì là ki cắt khúc ươm này, rễ rất là nhiều nhá, rất nhiều rễ, rất là khỏe và rất là đẹp. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một ki 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước. Đây, lá lên rất là đẹp rồi các bác nhá, rất là đẹp rồi, ki rất là khỏe. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Ngọc Sơn Cước này là trước đây ấy, những cái ki nhú nhú là các bác biết là giá trị của nó rất là nhiều, lúc mà lan đắt ấy, nó phải rơi vào tiền tỷ cơ ạ. Đấy, bây giờ những cái kỳ này rất là đẹp, các bác sưu tầm về làm giống giá rất là êm luôn. Đấy, đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Người Đẹp Bình Dương, Người Đẹp Bình Dương các bác nhé. Cái này thì nó là mầm gốc năm 2, ngọn này, ngọn đang đi rất là đẹp, rất là khỏe. Những chậu như này các bác sưu tầm về sang năm này là các bác cắm hoa luôn. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 đồng cho đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Người đẹp Bình Dương. Cái số lượng Người đẹp Bình Dương ở trên thị trường bây giờ nó còn rất là ít các bác nhé, rất là ít. Còn cái mặt bông của Bình Dương là một mặt bông rất là đẹp. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng. Đấy, một cái mầm gốc rất là đẹp và rất là khỏe các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay thì combo này gồm có 2 chậu các bác nhé. Chậu đầu tiên này là chậu 5 cánh trắng HO, 2 mầm gốc. Đấy, có cả ki trên thân các bác nhé. Và chậu thứ hai này là chậu xòe xanh. Xòe xanh chậu này 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 10. Đấy, 150.000, 120.000, 100.000 là các bác có những combo mà rất là được, rất là nhiều giống và những cái chậu mà rất là đẹp luôn. Đây là đơn hàng số 10 các bác nhá. Em qua đơn hàng số 11 này. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay. Cái chậu này thì em sưu tầm ở dân thôi. Cái này thì đây, mẹ già còn chưa xuống lá này, cái này thì nó sẽ ra hoa muộn. Và cái này thì hoa là tùy duyên các bác nhá. Cái đơn hàng số 11 này, cái chậu này thì rất là nhiều mầm gốc, 2, 4, 6, 7, 8 mầm gốc các bác nhé. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng này, để các bác về chăm sóc và ngắm hoa. Những cái chậu này thì thật ra là các bác về chơi tác phẩm được rồi đấy ạ. Vì là nó có rất là nhiều mầm gốc và mầm gốc của nó rất là đẹp các bác nhé. Đây ạ, mầm gốc rất là to luôn. Đấy, đơn hàng số 11, 100.000, 100.000 thì các bác có một chậu rất là to luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay thì đó là một cặp thế hồng hạc các bác nhá, một cặp thế hồng hạc. Khi này là khi cắt khúc ươm tự nhiên rất là đẹp này. Cái mặt bông của thế hồng hạc thì phải gọi là một mặt bông rất là xuất sắc các bác nhá. Mặt bông em còn để phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Và cái dòng thế hồng hạc này thì thật ra là các bác tìm hiểu kỹ ấy, thì là cái mặt bông này nó vừa đẹp này và cái số lượng giống ở trên thị trường rất là ít. Các bác bây giờ các bác đi sưu tầm ấy thì thật ra là các bác cũng phải nên tìm hiểu kỹ, tránh cái trường hợp mất tiền mà mua phải cây nó không chuẩn. Vì là em xem thì có rất là nhiều nhà vườn họ bán những cái dòng cao cấp mà giá nó rất là rẻ các bác nhá. Hiện tại bây giờ trên thị trường ví dụ như Long Khánh, Vĩnh Khang hay là Đại Cát, thậm chí là đến những cái mặt bông mà như cờ đỏ ấy, cũng không có cái giá rẻ mà các bác mua 200-300 nghìn. Hoặc Sen Hồng Hàm Yên, Su Đà Bắc 100 mấy là cái đấy không có nhá. Vì là bây giờ những cái ki nhú của Sen Hồng nó rơi vào khoảng tầm 300-500 nghìn rồi đấy, nên là các bác sưu tầm thì các bác phải tìm hiểu. Cái đơn hàng số 12 này, cái cặp thế hồng hạc này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 680.000 đồng cho đơn hàng số 12. Một cặp này các bác sưu tầm về là các bác làm được một chậu nái đẹp luôn. Đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay, một cặp thế hồng hạc. Này thì 2 ki các bác nhé, 2 ki cắt khúc rất là đẹp. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay, một ki thế hồng hạc em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000 đồng. Ki cắt khúc ươm tự nhiên, lên rất là đẹp và ngọn đang đi rất là khỏe các bác nhé. Đấy là đơn hàng số 14. Và hết đơn hàng số 14 là hết thế hồng hạc. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Bảo Duy các bác nhé. Bảo Duy mầm gốc đang lên rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nó có một cái mầm lỡ nữa. Mẹ già này về các bác khai thác thêm nhé. Cái này cái mẹ già này các bác về khai thác ki này. Cái này các bác vẫn có thể khai thác được 2-3 ki. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 780.000 đồng cho đơn hàng số 15. Cái tốc độ phát triển của mầm gốc này nó sẽ nhanh hơn ki rất là nhiều các bác nhé. Nên là như cái mầm gốc là các bác sẽ về sẽ thấy nó lớn rất là nhanh. Em qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một ki 5 cánh trắng Bảo Duy. Ki này là ki cắt khúc ươm tự nhiên các nhá, cắt khúc ươm tự nhiên rất là nhiều rễ rồi ạ, rất là nhiều rễ, rất là đẹp. Cái đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay, ki này thì là ki cắt cả thân mẹ luôn các bác nhá, cắt cả thân mẹ này. Cái này thì là nó có mẹ nuôi nên là nó rất là khỏe. Cái đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay, đây là một chậu bạch tuyết các bác nhá, chậu bạch tuyết. Đấy, chậu này là cong như một cái cần câu luôn. Đấy, rất là đẹp. Ngọn này, ngọn đang đi. Cái bạch tuyết này thì như những chậu này các bác sưu tầm là về làm chậu nái và sang năm nay các bác ngắm hoa. Còn hoa bạch tuyết thì vừa rồi nở tại vườn nhà em luôn đấy ạ. Bông rất là đẹp đó nhá, rất đẹp và nó thành từng chùm luôn đấy ạ. Cái đơn hàng số 18 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng này. 100. Cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 chậu nhé. Vậy các bác ghép một cái chậu nái to. Các bác có thể ghép 3 chậu như thế này. Đấy, để đến cuối năm là các bác có một bụi bạch tuyết to. Và khi cái thân này nó thắt ngọn ấy, thắt ngọn thì các bác đều có thể làm hoa được luôn. Còn các bác mua hàng của bên nhà em thì yên tâm, cái điều đầu tiên đó là chuẩn giống thì bên em mới chia sẻ các bác nhá. Cái đơn hàng số 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay. Cái chậu này thì cũng là chậu nái luôn các bác nhá, chậu nái này. Cái mầm gốc này nó rơi vào khoảng tầm 35-38 cm. Ngọn đi rất là đẹp. Và đây ạ, còn hai cái mầm gốc nhỏ nữa các bác nhá. Chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Năm cánh trắng bạch tuyết, đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Năm cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay thì một chậu bạch tuyết, hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc. Đơn hàng số 21 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Những cái này nó là mầm gốc của năm 3 rồi các bác nhá, năm 3 rồi ạ. Đây ạ, năm 1 đầu tiên nó bé bé đây, nó nhỏ, năm thứ hai đây. Đấy, và đến đây là năm thứ ba này. Đấy. Tất cả đều là năm 2, năm 3 rồi, không phải hàng kỳ nữa đâu các bác nhá. Đơn hàng số 21. Em qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay là một chậu bạch tuyết này, cái này mầm gốc năm 3. Ngọn này, ngọn đang đi rất là đẹp, rất là mập rồi nhá. Đơn hàng số 22 này thì em chia sẻ với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay đó là một mầm gốc các bác nhá, không phải là kỳ nữa, cái này nó là mầm gốc năm 3 rồi. Năm cánh trắng duyên nợ ban mê. Cái đơn 23 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay là một cái mầm gốc năm cánh trắng duyên nợ ban mê. Mầm gốc này rơi vào khoảng tầm 22 cm các nhá. 22 cm, ngọn đi rất là đẹp. Đơn hàng số 24 này thì em chia sẻ với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 24. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho qua tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay thì đó là một cây tím Hà Tây các bác nhá, tím Hà Tây. Đấy ạ, tím Hà Tây, các bác nhìn thân lá này. Đấy, tím luôn, tím cả thân rồi tím cả lá luôn. Cái dòng tím Hà Tây này là một trong những cái dòng tím mà rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Cây này là cây cắt khúc ươm tự nhiên. Cái đơn hàng số 25 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 25. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay là một cây tím Hà Tây này. Cây này rất là đẹp, rất là mập các bác nhá, rễ đẹp, rất là nhiều rễ. Đơn hàng số 26 này em chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng. Cái tím Hà Tây này thì thật ra là cái số lượng nó ít nên là cái giá thành của nó vẫn rất là giữ giá các bác nhá. Còn bây giờ các bác đi mua tím Hà Tây mà giá nó rẻ và 100-200.000 một cây thì cái đấy không có đâu ạ. Vì là bản thân em đi sưu tầm thì thật ra những cái giống này em sưu tầm giá thành nó cũng cao rồi. Và mặt bông ấy, em để phía góc bên trái màn hình thì cũng là mặt bông mà chậu mẹ nở năm 2024 luôn các bác nhá, nở năm nay luôn đấy ạ. Còn các bác cứ đi tham khảo đi, rất là nhiều kênh bán tím Hà Tây. Nhưng để có tím Hà Tây chuẩn mà giá rẻ thì không có các bác nhá. Đó, đơn hàng số 26. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay thì đó là một chậu năm cánh trắng vô thường các bác nhá, vô thường. Chậu này thì một kỳ nhưng mà cắt khúc rất là khỏe và rất là đẹp. Đơn hàng 27 này thì em chia sẻ với giá là 480.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay đó là một cây đầu ngọn vô thường. Đơn hàng số 28 này thì em chia sẻ với giá là 260.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Năm cánh trắng vô thường. Kỳ cắt khúc nha các bác nhá, dễ đây ạ, rất là nhiều dễ luôn, kỳ rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay thì đó là một cặp vô thường luôn. Một cặp vô thường thì cái này thì nó là mầm gốc các bác nhá, mầm gốc, còn cái này thì nó là kỳ này. Đấy, một cặp này thì các bác về làm chậu nái luôn. Đơn hàng số 30 này em chia sẻ với giá là 820.000 đồng. Đấy, 820.000 là các bác có hai kỳ về làm chậu nái rất là đẹp rồi. Những cái ki này và mầm cốc này sang năm các bác đều ngắm hoa luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay đó là một chậu Kiều Phi Yến cắt khúc ươm ki. Đơn số 31 này em chia sẻ với giá là 130.000. Em qua đơn hàng số 32. Đơn hàng số 32 ngày hôm nay là một chậu Kiều Phi Yến 130.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay đó là một chậu nái Bệt Võ Tòng. Chậu này hai mầm gốc đang đi ngọn rất là đẹp. Bệt Võ Tòng thì nó là cái dòng mũ trắng Bệt Võ Tòng hay là năm cánh trắng Võ Tòng này các bác nhá. Đơn hàng số 33 này thì em chia sẻ với giá là 300k. 300k các bác có chậu nái rất là đẹp rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay thì chậu nái 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc Bệt Võ Tòng. Đấy ạ. Những chậu này là sang năm đây các bác ngắm hoa luôn. Cái đơn hàng số 34 này em chia sẻ với giá là 330k cho đơn hàng số 34. Em qua đơn hàng số 35. Đơn hàng số 35 ngày hôm nay là một chậu nái Võ Tòng. Chậu này 3 mầm gốc rất bằng nhau các bác nhá, rất là bằng nhau và rất là đẹp này. Chậu này các bác sưu tầm về làm chậu nái rất là xinh này. Khi ra hoa thì sẽ ra hoa một loạt luôn. Đơn hàng số 35 này em chia sẻ với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 35. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay thì đó là một chậu nái Hồng Nhật Hạ. Chậu này 2 mầm gốc và 2-3 ki trên thân. Đơn hàng số 36 này em chia sẻ với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 37. Đơn hàng số 37 ngày hôm nay thì đó là một chậu Hồng Nhật Hạ 1 mầm gốc và 3 ki trên thân. Mầm gốc rất là đẹp, ngọn đang đi rất là khỏe. Những chậu này về sang năm các bác đều có thể làm hoa được luôn. Đơn hàng số 37 này em chia sẻ với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay nó là một chậu ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Vũ Thọ. Chậu này thì 3-4 mầm gốc, quả to quả nhỏ. Chậu này em chia sẻ với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 38. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay thì cũng là một chậu nái địch quả. Chậu này thì 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc. Chậu này em chia sẻ với giá là 160.000 đồng cho đơn 39. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay thì đó là 2 chậu địch quả. 2 chậu này 6 ki thôi nhá, 6 ki, ki cắt khúc. Ki này là ki cắt khúc ươm tự nhiên này. Rễ rất là khỏe và đẹp. Đây ạ, ki cắt khúc. 2 chậu này về các bác có thể để như thế này, hoặc nếu như các bác có những cái chậu gỗ size to các bác có thể ghép chung thành một chậu để làm một chậu nái to sang năm chơi tác phẩm. Đơn số 40 này em chia sẻ với giá là 180.000 cho đơn hàng số 40. Đơn hàng số 41 ngày hôm nay thì chậu đầu tiên này là chậu Bệt Võ Tòng. Bệt Võ Tòng các bác nhá, một cái ki Bệt Võ Tòng rất là đẹp. Chậu thứ hai này thì là gồm có 2 ki địch quả và 1 ki Minh Châu. Một ki hồng Minh Châu và 2 ki địch quả. Combo hai cái chậu này thì em chia sẻ với giá là 130.000 cho đơn hàng số 41. Em chuyển qua đơn hàng số 42. Đơn hàng số 42 ngày hôm nay đó là một chậu hoa khôi Quế Phong. Hoa nở tại vườn vừa rồi rất là nhiều nhá, hoa rất thơm và rất là đẹp. Chậu này thì 2 mầm gốc, một mẹ già có 1 ki trên thân. Đơn số 42 này em chia sẻ với giá là 250.000 cho đơn số 42. Đơn số 43 ngày hôm nay là một chậu nái hoa khôi Quế Phong. Chậu này 4 mầm gốc. Đơn số 43 này em chia sẻ với giá là 220 các bác nhá, 220, 4 mầm gốc. Chậu này sang năm các bác ngắm hoa, về ngắm hoa. Đơn hàng số 44 ngày hôm nay, một chậu nái hoa khôi Quế Phong 245 mầm gốc, 5 mầm gốc và 2 mẹ già, mỗi mẹ già ra được 1 cái ki rồi. Chậu này các bác sưu tầm về sang năm các bác ngắm hoa. Đơn hàng số 44 này em chia sẻ với giá là 220 các bác nhá, 220.000 cho đơn hàng số 44. Em chuyển qua đơn hàng số 45. Đơn hàng số 45 ngày hôm nay đó là một cặp 5 cánh trắng gấu trúc 2 ki. Đơn số 45 này em chia sẻ với giá là 380.000 cho đơn số 45. Em chuyển qua đơn số 46. Đơn số 46 ngày hôm nay đó là một chậu lá kẻ phát tài mầm gốc 52, phát rất là đẹp luôn các bác nhá, phát rất là đẹp luôn. Chậu này các bác sưu tầm về ngắm thân lá này, ngắm hoa và chơi phong thủy. Đơn số 46 này em chia sẻ với giá là 250.000. Em chuyển qua đơn hàng số 47. Đơn hàng số 47 ngày hôm nay, một cái mầm gốc lá kẻ phát tài, mầm gốc 52. Đấy, phát rất là đẹp. Cái đơn hàng số 47 này em chia sẻ với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 48. Đơn hàng số 48 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Ki này là ki cắt cả mẹ luôn, rất là nhiều rễ bám chậu rồi các bạn nhá. Đơn số 48 này thì em chia sẻ với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 48. Em chuyển qua đơn hàng số 49. Đơn hàng số 49 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng mắt trâu. Chậu này 2 mầm gốc thôi nhé. Đơn số 49 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 50. Đơn hàng số 50 ngày hôm nay, một cái mầm gốc 52 5 cánh trắng mắt trâu. Chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 50. Em chuyển qua đơn hàng số 51. Đơn hàng số 51 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng không tên các bạn nhá. 5 cánh trắng không tên. Chậu không tên này thì nó là mầm gốc 52 này. Đây ạ, mầm gốc đây. Đơn số 51 này em chia sẻ với giá là 300.000 đồng cho đơn số 51. Em chuyển qua đơn hàng số 52. Đơn hàng số 52 này, một chậu không tên. Em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng thì cũng là đơn hàng số 53. Không tên các bác nhá. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, rễ rất là đẹp rồi. Bám chậu hết rồi các bác nhá. Ngọn đang đi này, đang đi rất là đẹp luôn. Đấy, 350.000. Đơn số 53. Em chuyển qua đơn số 54. Đơn số 54 ngày hôm nay thì đó là một chậu sen hồng Hà Miên. Mít sen hồng Hà Miên các bác nhá. Bông sen hồng là một bông cánh bầu rất là đẹp. Đơn số 54 này em chia sẻ với giá là 1.500.000 đồng cho đơn hàng số 54. Cái này trồng sẵn ở trong chậu gỗ rồi, các bác treo lên và tưới nước thôi. Và đơn hàng số 54 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.